Kính thưa quý vị và các bạn, người nông dân hiện nay với chiếc điện thoại di động trên tay có thể dễ dàng theo dõi, điều chỉnh nhiều hoạt động sản xuất và cả giao dịch mua bán. Những tiến bộ kỹ thuật này không những thuận tiện trong việc phát triển kinh tế gia đình mà còn thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Các ngành các cấp đang từng bước tạo mọi điều kiện cho người dân tiếp cận được nhiều công nghệ mới. Ngành nông nghiệp xem việc chuyển đổi số là giải pháp quan trọng tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh cho nông sản và hình thành nền nông nghiệp bền vững trong tương lai. Chuyên đề khoa học và công nghệ ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp qua việc chuyển đổi số. Cho đến nay, quan niệm về chuyển đổi số cũng còn mới mẻ đối với nhiều người dân. Có thể hiểu chuyển đổi số trong nông nghiệp là quá trình tích hợp và ứng dụng công nghệ số như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, internet vạn vật vào toàn bộ hoạt động của ngành, làm thay đổi cách thức quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ truyền thống sang hiện đại và thông minh. Chuyển đổi số trong nông nghiệp được thực hiện theo trình tự. Thứ nhất là số hóa dữ liệu, là chuyển đổi văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh sang định dạng kỹ thuật số để có thể xử lý bằng máy tính. Thứ hai là số hóa quy trình, tích hợp các thiết bị kết nối Internet vào tất cả mọi hoạt động để có thể thu thập dữ liệu tự động. Thứ ba là quản lý số, quản lý tất cả mọi hoạt động với công cụ số như ứng dụng di động, các phần mềm để điều hành sản xuất và kinh doanh. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng, qua đó góp phần nâng cao vị thế của ngành nông nghiệp nói riêng và sức cạnh tranh của toàn nền kinh tế nói chung. Trong chuyển đổi số của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh, hiện nay thì sở đang làm 5 cái dự án chuyển đổi số của lĩnh vực về nông nghiệp. Là một là về chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt. Thì hiện nay thì đang được cái ủy ban tỉnh đã phê duyệt cái chương trình, thì sắp triển ra trong cái thời gian tới. Thì mỗi cái một cái ngành thì làm chung cái chuyển đổi số thì nó tạo điều kiện thuận lợi cho các cái người nông dân sản xuất cũng như doanh nghiệp. Chuyển đổi số không chỉ giúp ngành nông nghiệp giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do biến đổi khí hậu mà còn nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Thực tế cho thấy, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp đã giảm được 1/2 chi phí và công lao động, giảm 50% khí thải nhà kính, tăng năng suất lên 30%. Nhờ đó, đời sống nông hộ được cải thiện. Hơn nữa, việc tích hợp và ứng dụng công nghệ số vào sản xuất giúp người tiêu dùng có thể truy xuất và theo dõi được các thông số này theo thời gian thực và yên tâm về chất lượng nông sản. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp giúp tăng cường kết nối giữa người sản xuất tiêu dùng, giữa cung cầu, hạn chế được tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa, giúp sản xuất nông nghiệp được hiệu quả và bền vững hơn. Giá trị của chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ tạo thêm những giá trị thặng dư cho nền kinh tế, mà còn giúp hàng chục triệu hộ nông dân tiếp cận, cập nhật tri thức mới, mở ra cách nghĩ mới, cách làm mới, sẵn lòng thay đổi để hòa nhập xu thế phát triển chung của đất nước. Cái cảm biến mà đó gọi là cảm biến đo mực nước, thì cái công nghệ này là mình theo dõi trực tiếp, thì nó thu thập dữ liệu nó gửi lên đây. Ví dụ như cái buồng đo khí methane đó thì nó cứ tích lũy thì cứ mỗi 5 phút nó gửi lên đây 1 lần. Mình ở nhà với cái điện thoại di động thì mình cứ dò mình thấy ra nha. Còn cái công nghệ này á, thì mình sử dụng cái đo khí methane là mình sử dụng cái cảm biến hồng ngoại. Tại vì khí methane á, nó hấp thu tia hồng ngoại. Thì do đó mà khi nó hấp thu thì mình đo được cái lượng nó tích lũy lên. Rồi mình cứ đo theo thời gian, cứ 5 phút gỡ lên mây lần, 5 phút lần. Nghĩ mình tự động ở trên đó mình lập trình tính toán rồi luôn. Mình biết một ngày mình phát thải ra nhiêu. Công ty tôi cũng có làm cái mạng, xây dựng cái mạng lưới giám sát côn trùng để mình theo dõi. Ví dụ như trong canh tác lúa thì theo dõi rầy nâu, mà con thiên địch của rầy nâu là bọ xích màu xanh thì mình cứ thiết bị đó cái chiều á là nó tự động nó mở đèn lên, mà đèn có những cái bước sóng khác nhau, nó dẫn dụ côn trùng vào, xong cái nó cái camera trí tuệ nhân tạo nó theo dõi trực tuyến vậy đó, xong rồi cái nó cái nhận dạng rồi nó gửi dữ liệu, gửi kết quả đi về lên mây. Mình có thể dùng cái điện thoại di động, mình có thể biết được là cái lượng
rầy nâu là bao nhiêu con trên đêm, rồi bọ xích là bao nhiêu con trên đêm. Cái mục đích của mình lắp đặt cái trạm giám sát khí nhà kính khí CH4 và bữa nó mình gấp cái trạm N2O và cái cảm biến mực nước á, là để mình cung cấp dữ liệu cho những cái công ty chứng nhận. Cùng với đó là sự kết nối chặt chẽ giữa bốn nhà trong quá trình chuyển đổi số. Nhà nước có tầm nhìn chiến lược, nhà nông có tư duy mới, nhà khoa học có đột phá sáng tạo và nhà đầu tư dám nghĩ, dám làm. Tất cả cùng tạo ra cách làm phù hợp, bám sát thực tiễn, điều kiện, hoàn cảnh của mỗi địa phương để chuyển đổi số đạt hiệu quả cao, sức lan tỏa rộng và mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Riêng tại Trà Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh luôn khuyến khích tối đa các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật phù hợp với cơ chế thị trường, đầu tư phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin vào toàn bộ các khâu của chuỗi giá trị, đồng thời đẩy mạnh kết nối đồng bộ với các ngành lĩnh vực khác để từng bước hình thành quy trình sản xuất thông minh, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nông sản tỉnh nhà. Có một cái máy để là đo sắc thải khí nhà kính và một cái máy để cái lượng nước và kiểm tra mấy sâu gầy. Cho nên là trong khi đó là mình phát hiện sớm để mình phòng ngừa. Qua cái máy này thì nông dân không có lo, là lý do nhiều khi ở nhà mình cũng có mở điện thoại lên để mình đo được cái lượng nước và cái giảm khí thải khí nhà kính. Cho nên là nói chung là nó tiên tiến hơn hay xà lan hồi xưa rất là nhiều. Chỉ ngồi ở nhà bấm điện thoại là mình biết quan sát dịch bệnh làm sao, rồi nó khỏe hơn hồi xưa. Qua cùng làn sóng chuyển đổi số, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã phối hợp với các công ty viễn thông hỗ trợ đưa các ứng dụng công nghệ mới, nhiều phần mềm hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi cho người dân. Mobifone tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức chương trình chuyển đổi số nông nghiệp với chủ đề chuyến xe nông dân và xây dựng chương trình đề án 1 triệu hectare lúa chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tổ chức lại cái hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các cái quy định canh tác bền vững nhằm tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận ứng dụng công nghệ 4.0, triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số ngành nông nghiệp, quan trắc và dự báo cảnh mặn, hệ sinh thái nông nghiệp IoT M-Farm, bản đồ số nông nghiệp Smart Grid, nông nghiệp thông minh MobiAgri, phối hợp với Ủy ban dân các xã triển khai chương trình chuyển đổi số trong nông nghiệp, giúp bà con nông dân từ cách trồng trọt, chăm sóc cây trồng, thu hoạch đến vận chuyển sản phẩm, nâng cao năng suất và giảm thiểu thất thoát trong sản xuất nông nghiệp, cung cấp tổng thể và toàn diện các cái giải pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng, phát triển thành sàn thương mại nông nghiệp, giúp kết nối doanh nghiệp và người dân một cách hiệu quả. Tính năng của giải pháp Agri mang lại hỗ trợ công tác chẩn đoán và cách điều trị sâu bệnh với khả năng nhận diện hơn 1.000 loại cây trồng khác nhau và hơn 500 tác nhân gây bệnh trên cây trồng được phát hiện bởi công nghệ AI. Ứng dụng cũng bao gồm tính năng kết nối, hỏi đáp cùng chuyên gia giúp người dân có thể tư vấn và trực tiếp khi gặp khó khăn trong sản xuất. Ngoài ra còn cái thông tin khuyến cáo về nông vụ và dự báo thời tiết, chuyên sâu, tra cứu thuốc bảo vệ thực vật. MobiAgri cũng giúp người dân có thể đưa ra các cái kế hoạch sản xuất chính xác và hiệu quả nhất. Chuyển đổi số nông nghiệp đóng vai trò quan trọng để người dân tiếp cận và tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ, giúp công nghệ bớt vất vả, hiệu quả và năng suất hơn. Với việc sử dụng ứng dụng MobiAgri sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách số và nâng cao chất lượng sản xuất cho bà con, nông dân, qua đó cùng kiến tạo một nền nông nghiệp hiện đại. Nhìn chung, chuyển đổi số trong nông nghiệp là một xu hướng tất yếu hiện nay. Đây không chỉ là cải tiến để phù hợp với thời đại, mà còn là sự sáng tạo mang tính xóa bỏ cách làm cũ. Do đó, để chuyển đổi số trong nông nghiệp được thuận lợi, đúng trọng tâm và hiệu quả, thì cần sự vào cuộc, phối hợp của các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương. Và đặc biệt là người nông dân phải sẵn sàng thay đổi tư duy, tiếp cận khoa học và công nghệ. Ngoài ra, cần có chính sách nâng cấp và tiến tới xây dựng hạ tầng công nghệ số hiện đại và đồng bộ với chi phí cạnh tranh, cũng như đẩy nhanh xây dựng hệ thống dữ liệu ngành nông nghiệp, nhất là dữ liệu đất đai, cây, con, vùng trồng, người trồng, số lượng sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp. Có như vậy, ngành nông nghiệp mới tận dụng được lợi thế của cách mạng công nghiệp 4.0,
tạo ra những giá trị tốt hơn cho tất cả các bên liên quan trong hệ sinh thái và khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự Tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp qua việc chuyển đổi số do phóng viên Thanh Hùng thực hiện. Chuyên đề khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay đến đây xin được phép tạm dừng. Hẹn gặp lại.